Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gần sắp đến Tết rồi thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh tét ngũ sắc. Bánh tét này khi nhìn thì mình nghĩ là khó làm lắm nhưng mà thực ra không có khó đâu. Chỉ có mất nhiều cái công đoạn mình làm nếp và mình gói bánh thôi. Trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách gói sao cho tiết kiệm lá và cái cách cột dây cho bánh thiệt là đơn giản. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tét ngũ sắc với Diễm nha. Về nhân bánh á, mình đi làm thịt trước cho cái thịt nó thấm thì Diễm có 300 g thịt ba rọi ha. Diễm cắt cái miếng thịt nó có chiều dài là 12 cm thì mỗi miếng nó khoảng 50 g. Diễm có 2 muỗng cà phê tiêu nguyên hạt như vậy nè. Mình dùng cái chày á, mình giã ra cho nó vừa nhuyễn là được. Rồi mình ướp vào trong thịt. Để cho thịt nó thơm hơn á, thì Diễm có 20 g hành lá hoặc là mình sử dụng hành tím cũng được. Mình giã ra cho nó dập ha. Mình cũng cho vào trong thịt. Diễm ướp vào 2 phần 3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Còn nếu mình thích ăn cái vị mặn hơn thì mình cho 1 phần 2 muỗng cà phê đường thôi. Mình trộn lên cho thịt thật là đều rồi mình đậy nắp lại kín ha. Mình ướp thịt từ 1 cho tới 4 tiếng ở trong tủ lạnh á. Rồi bây giờ Diễm đi nấu đậu xanh. Đậu xanh thì Diễm đã nấu sẵn nè. Ở đây là Diễm nấu 300 g đậu xanh, 1 muỗng cà phê muối và 600 ml nước. Thì cái cách nấu á, Diễm có chia sẻ rồi trong video bánh tét hồi năm ngoái đó. Nếu mà mình muốn mình có thể xem. Đậu xanh còn nóng ha, Diễm cho vào 1 muỗng canh đường. Vì cái bánh này mình hấp á, vì vậy Diễm muốn cho cái nhân của nó mềm, nó dẻo hơn thì Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu hành á. Thì Diễm phi 30 g hành tím với lại 3 muỗng canh dầu cho nó vàng thơm là mình cho vào. Mình dùng muỗng đũa bếp hoặc là cây phết bột như Diễm đó, mình đánh ra cho cái đậu xanh nó tan đều hết ha. Thì khi còn nóng á, nó sẽ mềm như vậy, nhưng mà mình để nguội thì nó sẽ cứng hơn. Mình để cho nó nguội khoảng 1 tiếng nha. Nhưng á, sau khi nguội rồi mình mang mình chia thì mình nên cân ha, mình chia làm 6 phần bằng nhau thì Diễm cân á, Diễm chia là 140 g mỗi phần. Mình tạo thành một cái hình chữ nhật có kích thước 10 x 14 cm ha. Đặt miếng thịt lên trên và để cho cái nhân nó hấp dẫn hơn thì Diễm sử dụng thêm trứng muối đó. Ở đây á, Diễm sẽ dùng là 2 cái lòng đỏ trứng muối, Diễm cắt ra làm đôi ha. Thì với cái kích thước của cái nhân này thì Diễm thấy 2 cái lòng đỏ rất là vừa. Còn nếu mà mình thích ăn nhiều cái lòng đỏ hơn thì mình có thể sử dụng là 4 cái cũng được. Sau đó mình sẽ túm nhân lại ha, cho cái đậu xanh á, nó bọc hết cái phần thịt và trứng muối. Mở viên nhân ra và bây giờ mình cuộn nó lại. Rồi mình xe ha, cho cái nhân nó đều thiệt là đều á và nó tròn. Đó, như vậy là được. Mình xếp cho nó cùng với nhau như vậy nè, cho cái kích thước nó giống nhau thì mình gói cái đòn bánh nó đều hơn. Bây giờ mình đi chuẩn bị nếp. Diễm có 1,2 kg nếp á, Diễm do rửa cho thật là sạch và mình cho cái nước mát vào đây mình ngâm nếp 30 phút nha. Nếp ở đây thì Diễm sử dụng nếp hạt dài của Thái Lan ha, và mình chỉ ngâm 30 phút thôi, mình không nên ngâm quá lâu làm cho cái hạt nếp của mình nó bị nát. Sau 30 phút á, thì Diễm mang Diễm đổ nếp ra cho nó thiệt là ráo nha. Và nếp á, khi mà mình ngâm thì cái trọng lượng của nó sẽ thay đổi, nó sẽ nặng hơn chứ không thể nào bằng cái nếp mà mình chưa ngâm được. Mình để ở đây cho nó ráo 5 phút rồi bắt đầu mình đi tạo màu cho nếp. Đầu tiên á, Diễm có 400 g nếp đã ngâm ha, mình cân ngay cho nó chính xác. Diễm cho vào 120 g nước. 60 g nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk. 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Mình trộn lên cho nếp và nước cốt dừa, nước muối nó đều với nhau, rồi mình sẽ cho lên bếp mình xào sơ ha. Bật bếp lên á, Diễm để cái lửa lớn nhất và mình xào cho nước nó rút hết vào trong cái hạt nếp luôn nha. Vì bánh tét này mình sẽ hấp á, nên mình phải làm như vậy thì cái bánh của mình khi chín nó mới dẻo ngon, nếp nó không có bị săn lại. Đó, mình thấy á, nước nó sẽ sôi rất là nhiều và bốc hơi nước lên luôn á. Nhưng mà mình không có nên hạ lửa ha, mình đợi cho tới khi mà nếp nó khô ráo luôn á. Đó, như vậy thì mình mới hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình tiếp tục mình xào ở cái lửa trung bình này thêm 1 phút nữa nha. Đảo thiệt là đều tay luôn. Thì hạt nếp của mình lúc này nó đã chín gần như là 1 phần 2 luôn đó.
nhấc khỏi bếp và mình cho nếp ra một cái tô. Nhìn kỹ thì mình thấy hạt nếp của mình nó rất là rời rạc và đó, nó cũng trong ha, nó chín được 1 phần 2 rồi. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nếp màu cam. Ở đây Diễm có một trái gấc nè, đây là gấc tươi nha, Diễm mua ở cái tiệm Scandinavia, mình muốn thì mình đặt sẽ có. Để Diễm cắt ra mình xem ở bên trong. Mình sẽ lấy cái phần thịt đỏ thôi ha, cái hạt đen này thì mình bỏ đi. Diễm lấy ra 50g, phần còn lại thì mình cứ cất vào trong tủ đông đá, khi làm mình lấy ra làm tiện lắm. Diễm nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê rượu trắng giúp cho giữ màu và tăng thêm hương vị cho gấc. Mình dùng muỗng á, mình dầm nó ra ha, cho nó thật là đều. Như vậy rồi mình để ở đây, mình đi chuẩn bị nếp. Thì Diễm cũng cân ra 400g nếp đã ngâm. Diễm cho vào 100g nước, 60g nước cốt dừa. Và mình cho cái phần nếp đã tán với rượu và muối vào luôn. Diễm nêm thêm 1/4 muỗng cà phê muối. Mình trộn lên cho thật là đều nha, rồi mình mới cho lên bếp á, mình xào y như là hồi nãy mình xào cái nếp màu trắng luôn. Gấc á, khi mà mình xào lên á, thì nó sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu cam rất là đẹp. Mình xào ha, cho nó khô ráo hết. Rồi mình nhấc khỏi bếp, múc ra cái chén, nhìn kỹ màu rất là đẹp luôn. Cái chảo á, mình sẽ dùng một cái tờ giấy nhà bếp mình lau lại cho sạch. Rồi Diễm cũng cân 400g nếp đã ngâm, Diễm cho vào trong chảo luôn. Bây giờ mình làm cái màu xanh. Diễm có 120g nước lá dứa ha, thì Diễm xay 25g lá dứa với lại 130g nước. Để giữ cho cái màu đẹp hơn thì mình nên cho thêm tí xíu tinh chất lá dứa vào. Diễm cho thêm 60g nước cốt dừa, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình trộn lên cho thật là đều và mình cũng bắt cái phần nếp này lên bếp á, mình xào cho cái hạt nếp nó săn và nó nở thêm, nó như vậy. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nếp màu tím nha. Nếp còn lại á, Diễm cũng cho vào chảo luôn. Diễm có 120g nước lạnh ha, và bây giờ mình sẽ pha màu tím thì Diễm sử dụng cái chai tinh chất khoai môn á. Còn nếu mà mình có nước lá cẩm thì mình dùng ha. Diễm cho 1/4 muỗng cà phê tinh chất khoai môn. Mình khuấy ra cho nước nó tan đều đó, rồi mình cũng cho vào cái chảo nếp luôn. Mình cho thêm 60g nước cốt dừa, 1/2 muỗng cà phê muối. Mình trộn lên cho thật là đều ha. Cái màu tím này thì thấy lúc nào nhìn cũng dễ thương hết. Và mình bắt lên bếp á, mình xào. Sau khi xào xong thì mình được như vậy. Vậy là mình đã chuẩn bị xong hết những cái nguyên liệu để mình gói bánh ha. Mình nên bọc nếp sơ lại như vậy, tránh cho nếp nó bị khô nha. Lấy một cái màng bọc thực phẩm, Diễm sẽ dàn nếp ra trước, giúp cho khi mà mình gói bánh á, những cái nếp của mình nó đều màu hơn. Nếp trắng á, Diễm sẽ dùng là 90g ha, hoặc là mình cứ cân á, rồi mình chia ra làm 6 phần bằng nhau. Đó, mình xe nó lại như vậy và mình dàn ra, nó có chiều dài là 16cm và cái chiều ngang là 5cm. Phần nếp tím á, Diễm cũng dùng 90g luôn. Đó, mình xe ra cho nó thành một cái cây dài nè. Rồi mình đặt một tay á, mình giữ cái phần nếp trắng, rồi mình ép cái nếp tím xuống như vậy á, thì nó sẽ đều. Cái kích thước thì cũng như nếp trắng luôn. Nếp xanh mình cũng dùng 90g ha. Đó, một tay giữ và một tay ấn xuống. Mình cũng dùng 90g nếp màu cam luôn ha. Mình sẽ tạo thành một cái hình chữ nhật á, nó có cái kích thước là 16x20cm á, thì mình sẽ cho vừa cái viên nhân luôn và kia cuộn thì những cái màu nó khớp với nhau. Mình cho cái viên nhân vô ngay giữa. Và mình cuộn nếp lại. Đó, mình túm lại thì mình thấy nó vừa đủ luôn. Mình xếp lại ha và mình túm hai đầu hai bên. Sau đó mình sẽ lăn cho cái phần nếp này nó kết dính lại với nhau. Đó, mình kéo xuống như vậy nè. Đó, mình cứ lăn mình kéo thì tự động nó sẽ siết lại giúp cho nếp của mình nó chắc hơn. Như vậy là mình xong. Bây giờ mình đi lấy lá chuối để mình gói.
Lá đầu tiên có kích thước là 25 x 30 cm và mình đặt cái gân lá theo chiều ngang, cái mặt bóng nằm bên dưới. Cái lá thứ hai có kích thước là 25 x 25 cm và cái gân lá thì mình đặt theo chiều dọc ha. Và mặt bóng mình cũng để bên dưới luôn. Mình để cái viên nếp á vào và mình cuộn lại rất là dễ, tại vì nếp nó kết dính á. Lá chuối thì mình nên để trong tủ đông đá thì nó sẽ mềm dẻo hơn. Bánh này á, tại vì mình hấp á, vì vậy mình chỉ cần hai lá như vậy thì là đủ rồi. Đó, mình túm một đầu lại và bắt đầu mình xếp. Thì mình xem ở đây nè, cái mí này á, mình sẽ ấn nó vào. Và nếu mà nó dài quá thì mình cắt bớt ha. Rồi mình mới xếp góc nó lại. Đó, mình dùng hai ngón cái mình giữ và mình xếp thôi, dễ lắm. Rồi mình lấy thêm một cái lá ha, có kích thước là 5 x 25 cm. Cái lá này cũng vậy luôn. Và mình dùng thun á, mình cột để mình cố định. Lật bánh lên lại và mình xem. Đó, cái đường ngang này nó nằm ở dưới đây thì ở trên mình cũng xếp cái đường ngang cho nó song song như vậy thì khi mình cột dây nó sẽ đẹp hơn. Nó dùng hai cái ngón cái ha, mình miết cái mí. Rồi xếp lại thôi. Và mình cũng dùng hai cái lá đó để mình bọc hai cái đầu này lại. Lá chuối hôm nay Diễm dùng á, là lá chuối đông đá luôn, thì Diễm mua một bịch á, là Diễm thấy vừa đủ. Mình gói hết á, rồi mình sẽ đi cột dây nha. Cột dây á, thì Diễm sử dụng dây cô tông ha, có kích thước là 200 cm, mình sẽ túm hai cái đầu dây lại. Sau đó mình kéo cho nó so le nha, nó có cái chiều dài á, là 25 cm. Một dây dài, một dây ngắn như vậy. Rồi mình kéo cái dây xuống và mình đặt cái đòn bánh lên. Rồi bây giờ bắt đầu mình cột ha, mình cứ xem Diễm làm nha, nhiều khi nói cái làm mình mất tập trung, mình khó xem hơn. Mình không cần siết dây bây giờ nha, mình cứ luồn dây trước. Sau khi luồn dây xong á thì lúc này á mình mới siết lại cho cái dây của mình nó chặt hơn đó. Rồi mình lật lên. Thì ở đây á mình có thể cột luôn, nhưng mà nếu mình muốn mình có thể luồn một cái như vậy nè cho nó chắc nè. Rồi mình chéo dây qua, siết chặt tay tí xíu ha. Lật lên và mình cũng luồn một chừng một nút như vậy là được. Bên đây cũng vậy. Rồi và bây giờ mình cột lại thôi. Diễm cột như vậy để cho tí xíu nữa mình dễ cầm cái bánh đó. Mình cột hai nút nha, cho nó chắc, không ấy nó dễ bị tuột á. Dùng kéo mình cắt bớt cái phần dây dư. Vậy là mình xong. Rất là chắc chắn luôn. Mình bỏ hai cái sợi thun đi nha. Bây giờ mình mang bánh mình đi hấp. Thì Diễm bắt một cái nồi nước sôi. Nước sôi á mình mới cho bánh vào mình hấp. Thời gian hấp bánh này là 3 tiếng. 3 tiếng thì Diễm thấy cái thịt bên trong là nó mềm, nó ngon á. Trong thời gian này nếu mà cái xửng hấp của mình cạn thì mình nên châm thêm nước ha. Thì Diễm hấp ở cái lửa trung bình, giữ cho lúc nào nước nó cũng sôi á. Sau 1 tiếng rưỡi ha thì mình sẽ trở bánh. Mình nên trở bánh cho cái bánh của mình nó chín đều hơn. Và Diễm kiểm tra nước, Diễm sẽ châm thêm nước vào. Nước châm vào mình sẽ dùng nước sôi ha, để mình giữ cái độ nóng của nước á. Trở đầu bánh. Rồi sau đó mình tiếp tục mình nấu nha, cũng nấu ở cái lửa trung bình luôn cho tới đủ 3 tiếng á thì cái bánh nó chín ngon. Còn nếu mà mình không thích cái thịt mềm á thì mình nấu 2 tiếng rưỡi là vừa đủ. Sau 3 tiếng á mình lấy bánh đa và mình không có cần rửa bánh gì hết nha, tại vì cái bánh mình hấp á nó rất là sạch. Mình rửa nhiều khi cái nước dơ á là cái bánh mình có nước cốt dừa dễ làm cho bánh mình nó hư hơn. Mình để cho bánh nó nguội ha, mình có thể treo lên cũng được. Bây giờ là 2 giờ sáng bên Diễm rồi, để ở đây cho nguội, sáng mình sẽ khui bánh. Bánh này Diễm để được 8 tiếng rồi nè. Cái bánh rất là chắc luôn ha. Để mình cắt ra thử thì cái cắt đầu tiên á, Diễm dùng dao mà Diễm không có thoa dầu vậy cắt nó không có được đẹp lắm. Cái màu cam thì nó chưa có đều nè, để cắt thêm một đòn nữa. Dao mình thoa tí xíu dầu á, thì mình cắt nó dễ dàng và cái bánh của mình á, cái nếp nó mịn hơn. Đó, cái này thì nó đều hơn rồi. Để Diễm quay gần ha, thì khi mà mình dùng mỡ á, đó mình thấy cái thịt của mình nó mềm và cái nhân của mình ăn nó cũng không có bị khô nữa.
Còn đây là cái bánh mà Diễm dùng cái thịt nè, nó nhiều hơn nè. Thì mình thấy á, giống như nó thịt nó hơi tách ra khỏi cái phần nhân tí xíu và nhân nó hơi khô. Vì vậy khi mà mình gói bánh á, mình nên sử dụng thịt mỡ ha. Dưới cách làm này á, thì bánh của mình á, khi để nguội á, cái hạt nếp nó cũng không có bị lại gạo, nó dẻo và rất là chắc luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em gói được những đòn bánh tét thiệt là đẹp và ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.